chẳng thể rồi. Chẳng giờ rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Có lẽ là những giọt nước mắt này và những tràng pháo tay này đã nói hết tất cả những tấm chân tình trong ngôn từ, trong những xúc cảm bây giờ trong tim mình. Cha già rồi đúng không? Không phải là một câu hỏi phải không Ali? Em nghĩ là mọi người thì còn là cha già rồi đúng không? Nhưng em thì là cha mất rồi đúng không? Bởi vì em nghĩ là khi mà chúng ta còn gia đình, còn nguồn cội của mình thì mọi người hãy yêu thương và dành thời gian nhiều cho những cái người thân bên cạnh của mình như ba mẹ, em gái hay là anh chị gái, những bà ngoại, ông ngoại, nội ông nội. Và em nghĩ là đó sẽ là những cái cảm xúc mà mọi người sau này mình nhìn lại mình sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Và em rất hy vọng mọi người sẽ luôn luôn yêu thương gia đình của mình. Cảm ơn những lời nói từ đáy lòng của Ali, người đang thể hiện ca khúc Cha già rồi đúng không? Mình khuyên mình là khuyên đầu tư bao nhiêu chất xám của tôi, không biết ngon nó nhào vô nó rồi chia phần trăm tôi thích không? Vợ tôi đó. Rồi vậy thôi đó. Anh có ý kiến chứ, tại Edwin nói là anh phải cho em đầu tư trong phim này. Em góp phần ôm anh trong buổi tối đó để làm anh có như là làm anh có như là làm cho anh có ý tưởng để ra phim á, nên đòi phải chia phần trăm phim cứ dễ vậy thôi. Nhưng mà đã đòi chia cổ phần như vậy, sao lúc nãy là có câu hỏi là sao không có chị Hanh Quân tham gia được cái vai diễn nào được của phim mới vậy? Trả lời rồi, bạn đến trễ rồi. Trả lời. Nguyên một dàn cast phim mình lên chụp tấm nè. Anh Đạt ơi, mày đi để con quỷ. Everybody, thầy gì anh lắm rồi. Trời ơi, quá. Lấy ra luôn, lấy ra luôn. Lấy ra luôn, lấy ra luôn. Lấy ra luôn, lấy ra luôn. Đi ra thôi. Đi ra thôi. Thank you.
Một lần nữa, ba phụ trách chương trình xin thân mời các anh chị báo chí, phóng viên và các anh chị nghệ sĩ sẽ ổn định chỗ ngồi của mình và vào vị trí tác nghiệp.